Trong văn bản, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gửi các sở ban ngành, ủy ban nhân dân quận huyện và thành phố Thủ Đức về đẩy mạnh tiết kiệm điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định trên địa bàn thành phố trong mùa khô năm nay. Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị cán bộ, người dân cần hạn chế mặc áo vest, đồ trang trọng khi làm việc dự họp. Ngoài giải pháp trên, các đơn vị khác như trường học, cơ sở đào tạo, cơ sở sản xuất, cơ sở công nghiệp, trung tâm thương mại cũng được đề nghị hạn chế sử dụng 50% thang máy. Đối với máy lạnh, cần để mức 26 độ C, mở trễ hơn giờ làm việc 1 tiếng và tắt sớm hơn 1 tiếng, tắt và hạn chế đèn hành lang, đèn bãi xe. Nếu có thể, các đơn vị sử dụng máy phát điện dự phòng để chủ động nguồn điện. Đối với hệ thống đèn chiếu sáng giao thông sẽ mở trễ hơn 30 phút và tắt sớm hơn 30 phút so với hiện nay. Ngoài ra, thành phố sẽ giảm 50% chiếu sáng sau 22 giờ tại các tuyến đường ít người qua lại. Đèn quảng cáo được yêu cầu giảm 50% sau 22 giờ, tắt toàn bộ đèn trang trí sau 22 giờ. Chính sách này được thực hiện từ ngày 16 tháng 5 đến 30 tháng 6 để hưởng ứng việc tiết kiệm điện. Việc này nhằm ứng phó với nguy cơ thiếu điện năm nay khi hiện tượng El Nino làm cạn kiệt các hồ chứa, hồ thủy điện.